đấy thì chúng ta sẽ hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu đến cuối về cái chuyện setup rồi ABC các thứ. Thì tôi đã như tôi đã share cho bạn danh sách, nhưng các bạn ấy thì đây có list tài nguyên để các bạn có thể vào có thể lấy, và còn đây là cái list mà các bạn đã đăng ký lớp học nào, chúng tôi đã check chéo về những cái ngày tháng ngày học của các bạn đấy. Nào chúng ta quay trở lại cái phần mà đưa cho các bạn các gói, thì các bạn cố gắng lấy những cái gói này về, những cái link này về, bởi vì là đây là những cái phần bài tập chúng ta, và quan trọng nhất là cái file mà setup IntelliJ này. Thì cấu hình ở đây thì là từ những gói cụm data dữ liệu và gói mà package phần mềm mà các bạn cần cài. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi vào VirtualBox đấy. Thì để mà cài máy ảo đấy thì các bạn cứ vào đây để download. Thì ai có cái cấu hình gì, có cái gì thì lấy cái đấy thôi. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện một số cái sau khi đã cài cắm xong VirtualBox thôi. Đấy. Ai có Windows thì lấy Windows, ai có OS X thì lấy OS. Đấy. Thì có một điểm lưu ý ở đây đó là đối với các bạn illegal Windows, tức là cài Win mà không có bản quyền, thì tôi thấy nó có rất nhiều trường hợp mà không cài được. Thì tôi đang định nghĩa rằng là VBox không thể cài được trên Windows phi bản quyền đấy. Thế còn VMware thì đôi khi các bạn có thể cài được nhưng mà có thể đã gây ra nặng máy. Thì ở đây chúng ta sẽ đi vào luôn để mà cài được một cái VirtualBox ở trên máy cũng như là cài được OS host đấy. Thì các bạn khi lấy xong ấy, thì đối với các bạn ấy trên Windows, VMware, Linux và Mac cũng vậy đấy, thì sẽ có những các cái phần mà cấu hình cho các bạn đấy, và gợi ý cho các bạn là mỗi lần ổ cứng đưa vào ấy, thì có thể là từ RAM có thể từ 1 đến 2 GB, còn ổ cứng thì 15 đến 25 GB, bởi vì chúng ta làm vì là cài xong bot rồi các thứ ABC đã mất sự khoảng tầm 20 GB rồi đấy. Đấy. Thì ở đây đấy cái giao diện của Oracle Box của chúng tôi là VirtualBox là như thế này. Đây tôi dùng trên máy Ubuntu Desktop đấy. Thì tôi muốn dùng là cài trên Ubuntu server đấy, thì tôi sẽ đặt đấy, tôi sẽ chọn kiểu là Linux và version là Ubuntu đấy, và tôi chọn là lên cái gọi là cỡ khoảng 2 MB, nếu trên máy tôi là nhiều đấy, bạn có thể cho 1 MB nếu bạn là 4 GB, còn nếu bạn ghi 8 GB thì bạn nên nên để là 1,5 MB đấy, bạn create thôi đấy. Lưu ý rằng ở đây là như tôi nói đấy, tức là của tôi đặt 30 GB thì cài xong các thứ đã mất từ 30% rồi, tức là mất khoảng 15 GB rồi đấy. Thì các bạn cũng cố gắng lên cho 20 hoặc 25 GB đấy. Rồi đấy thì xong rồi khi create thì các bạn create thôi. Và đây là đang làm mẫu cho các bạn nên tôi đặt một cái dung lượng nhất định đấy. Ok đấy, chọn VDI và create đấy. Và lưu ý rằng là quá trình này thì thông thường là các bạn sẽ chạy ngay đấy, và nó sẽ bật ra được cái máy ảo. Và chúng ta cứ thế start thôi. Đấy. Nhưng mà đôi khi nhá, đôi khi thì sẽ có một số những cái kiểu dạng như là chích chéo mà nó không bị đấy, thì các bạn quay lại và các bạn setup lại nếu mà nó bị hỏng. Thì đây là cái link mà cái Ubuntu server các bạn chú ý, thì Ubuntu 16 thì cũng sẽ có 2 bản, một bản là desktop, một bản server, thì bạn chú ý là lấy desktop về để các bạn cài đấy. Thì trong này sẽ có một cái bản desktop ấy, thì sẽ đưa ra cho các bạn xem là như nào đấy, thì chúng ta lấy trên bản lấy server xong thôi đấy. Ok đấy. Sau khi đóng rồi chúng ta lại quay trở lại đằng kia để chúng ta có thể là cài cắm và xử lý nó đấy. Ở đây thì các bạn hết sức lưu ý là con server này cũng khoảng tầm 1 GB đấy, thì anh em mạnh cũng phải đủ mạnh và các thứ ABC để có thể gánh gánh được nó đấy. Ok đấy, thì ví dụ như ở đây nhá, thì tôi đã cả add và đưa thêm cái Ubuntu nó vào đấy và tạo thành một cái đĩa ảo đấy, thì có thể trong khoảng giữa chừng như thế này này đấy, tôi đang bị lỗi này, thì có thể bạn hoàn toàn có thể tạm thời cancel đi đấy. Đấy hoặc là đấy nó có thể là chưa nhận được nhận diện thế này thế kia đấy, thì bạn tạm thời cancel và turn off nó đi đấy. Sau đó thì bởi vì cái này là bất khả kháng đó, bởi vì đang nói cái này sang nói cái kia thì nó có thể bị lỗi như này đấy, thì đơn giản là bạn turn off máy đi, turn off nhá, và quay trở lại phần storage đấy, trong advanced, trong storage này, và bạn empty này, và bạn vào biểu tượng cái đĩa kìa đấy, bạn chọn cái Ubuntu đấy. Sau đó thì bạn ok và bạn chạy tiếp đấy. Đấy thì quá trình nó sẽ khởi động lại máy ảo, và nó sẽ đấy đầu tiên nó chọn ngôn ngữ này đấy. Sau đó thì nó sẽ install Ubuntu, bạn cứ enter thôi, dùng bàn phím enter thôi, enter đấy, bạn không không chọn keyboard nhé, để default keyboard cho tôi đấy, next thôi, next thôi đấy. Tiếp đến thì đối với cái gọi là quan tâm khác ấy, thì đấy các bạn có thể dùng chuột ngoài để bạn click tạm bỏ những cái nút pop up đi và đợi cho máy cài đến phần cấu hình setting ngày giờ rồi một số những cái update để chọn phần nào mục nào đấy.
thì trong quá trình mà máy đang cài thì chúng ta lại quay lại là một số cái gói này nó rất là quan trọng. Thì các bạn lưu ý rằng là những cái project mà liên quan tới NLP ấy, thì ở đây tôi đã update lại bằng cách là viết lại cái guideline để hướng dẫn các bạn lần lượt tuần tự là các bạn setup cái gì, lấy cái gì xuống, mở cái gì ra và cài cái gì lên, cũng như là project project Node.js, cài thêm database Redis đấy. Thì các bạn chú ý để update theo để làm đấy. Nào đặt tên máy thì cũng đặt tên dễ nhớ thôi. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là tôi đặt tên tôi là B đấy. Còn đối với full name của account mới vào thì cũng dễ nhớ thôi, B đi và password cũng là 1 thôi cho nó dễ nhớ. Và đấy, và chúng tôi chọn password, weak password yes và đấy. Không encrypt nhá thì chọn no nhá. Và đấy, như thế để cho nó tiến hành cho nó nhanh. Đấy. Thì trong quá trình này trên máy tôi thì nó mất cỡ khoảng từ 5 đến 8 phút đấy. Không biết máy các bạn chạy như thế nào. Đấy thì có thể được cài xong rồi con này. Đấy. Đấy thì có thể là nó sẽ đưa ra là time zone này đúng không? Đấy thì chúng ta yes thôi. Đấy. Và sau đó thì cứ đợi cho các bạn đấy. Đây chỗ này là nó muốn là chọn vùng để nó xóa đấy thì các bạn cứ chọn entire disk đi. Đấy đúng cái SI C3 của mình đi. Đấy right chain nhé. Yes yes. Đấy. Sau đó thì chọn rồi đúng rồi continue cho 10 ghi chúng ta xóa đi. Right to chain disk rồi. Đấy. Thì cứ thế thì nó ghi đề và nó xóa cái disk thôi để làm phân vùng để cài Ubuntu. Đấy. Thì trong cái chỗ này thì các bạn lưu ý rằng là khi cài thì nó có thể là lưu ý cho các bạn là đối với các hệ thống ấy thì bot cũng như là VBox ấy thì nó sẽ cài dỡ mất khá rất nhiều tài nguyên. Đấy thì các bạn luôn luôn gõ DF để mà check xem là hệ thống là cái gì. Đấy. Còn đối với bot ấy thì như vừa rồi thì chúng tôi đã thấy rằng một số bạn không thể cài được 3.6.5 thì các bạn có thể cài 3.6.2 thôi đấy để cho nó coi như là bản ổn định nhất cho bot đấy. Còn nếu mà các bạn không cài được thì các bạn có thể vào Raja để các bạn check thì các cái bước cài thì tôi đã update lại và các bạn có thể đi theo đấy. Đấy thì đúng rồi, đấy thì cài Anaconda rồi đi theo cái này này. Rồi cố gắng là phải lưu ý rằng là đây là server Ubuntu ở trên máy khác. Đấy thì bạn hoàn toàn có thể cài dùng Windows này, Mac này, SH lên nó, tức là remote từ xa vào nó. Thì đây là cái hướng dẫn mà cài PuTTY lên Windows rồi Mac SH vào nó. Đấy, nó có thể alert bạn là có thể proxy không thì không. Đấy. Rồi cho đến khi mà nó ra một cái list yêu cầu các bạn cài thêm một số những cái tiện ích của máy server này, ví dụ như là DNS server rồi ABC. Đấy. DNS server rồi ABC đấy, automatic update là 0 này. Đấy. Đấy, rồi DNS chúng ta check rồi. Các bạn check dùng space nhé. Vâng, ấn mũi tên và ấn space. Đấy. OpenSSH dynamic này. Và cứ thế chạy thôi. Đấy thì như này cho đến hết hệ thống rồi. Đấy. Thì đến cái phần cuối thì cũng lưu ý các bạn là Node và máy thì nó cũng cài cho cái IntelliJ thì các bạn chú ý là vào IntelliJ và chọn bản community đấy để mà cài. Đấy. Sau đó thì chúng ta lại quay lại để xem đấy. Thì ở đây nó hỏi tiếp các bạn là dùng group loader thì các bạn yes thôi. Đấy. Yes xong thì chúng ta sẽ xong ấy, khi máy xong ấy thì nó sẽ ở cái tình trạng là nó sẽ reboot đấy. Đấy, reboot và thì chúng ta sẽ ở tình trạng là máy sẽ reboot lại theo đúng cái nguyên lý của nó. Đấy, reboot lại. Đấy thì nó sẽ khởi động nhanh thôi, trong 1 2 phút. Đấy. Thì bạn sẽ login, đấy login với username của bạn. Bạn lưu ý password là nó không có gì. Đấy. Ví dụ tôi password 1 thì nó không hiện lên thôi. Đấy. Nguyên tắc của Linux là có password không hiện ra đấy. Thì bây giờ mục tiêu của bạn là bạn connect vào nó vào từ mặt bên ngoài đúng không ạ? Đấy. Thì nguyên tắc của nó là nó phải cả hai IP với nhau đấy. IP phải giải với chúng nhau thì chúng ta sẽ gõ config. IF config đấy, tôi để to cho các bạn xem nhé. Đấy, IF config ở đây đấy thì ví dụ giải tôi giải 68.1.9 thì tương tự trong máy nó phải làm giải như thế. Thì bây giờ đang khác thì chúng ta sẽ vào setting này, đấy, network này. Chuyển từ NAT sang bridge này. Đấy, ok. Đấy. Thì khi đó thì chúng ta lại vào máy và sudo reboot -i. Đấy.
thì máy sẽ tự động reboot và khởi động lại với cái giải IP hiện tại. Đấy. Tức là chúng ta phải cùng nhau, cùng với giải IP với nhau. Đấy. Sau khi máy khởi động xong rồi thì chúng ta sẽ SSH vào cái con máy Ubuntu với cửa sổ CMD hiện tại. Đấy. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như là Windows thì các bạn dùng PuTTY, Mac thì các bạn có thể SSH luôn. Đấy. Vâng, PuTTY cài lên cho mình. Đấy. Đấy, ví dụ chẳng hạn tôi là B này, với IP của tôi là 1.137, đấy 192.168.1.137. Đấy. Đấy thì tôi đã chính thức đấy, yes đi. Đấy, từ máy KJ Thanos đấy. Và tôi đã dùng SSH để vào được cái máy gọi là B.B, tôi vừa cài xong. Đấy. Thì đấy thì đã được hướng dẫn xong các bạn là cài máy Linux này và SSH vào có nick thì sao để check là bạn có thể tạo một folder. Đấy. Và bạn vào trong máy bạn check cái folder ra ls trong máy nó phải có cùng folder là được. Vâng, cảm ơn các bạn, mời các bạn cho bài gặp các bạn trong bài tiếp theo. Vâng.